Rồi, xin trân trọng kính mời thầy. Tất cả chúng ta hãy cùng hát những bài hát truyền thống. Ngọn lửa đang chuẩn bị tắt lên và rất hồi hộp. Những ánh mắt tất cả chúng ta đang đổ dồn về ngọn lửa ấy. Ngọn lửa thiêng trong lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay. Đề nghị tất cả chúng ta nhổ một tràng pháo tay nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn.